Với hơn 700 hecta thanh long, thời điểm này nông dân đang bước vào thu hoạch chính vụ. Hiện giá thanh long chuột đỏ được thương lái thu mua chỉ từ 5 đến 6 000 đồng một ký, giảm 15 đến 20 000 đồng một ký so với thời điểm tháng 3, tháng 4. Nguồn cung dồi dào là nguyên nhân chính khiến thanh long có giá rẻ hơn nhiều lần so với những tháng mùa nắng. Trong khi đó, sản xuất vào mùa mưa, thanh long dễ bị dịch bệnh, đặc biệt là bị bệnh nắm tắc kè, khiến cây suy kiệt, tỷ lệ trái thanh long đạt chuẩn xuất khẩu thấp, giá bán vì thế cũng giảm theo. Với giá bán hiện chỉ gian ngang trong một ký, người trồng thanh long đang thu lỗ.